Đi theo tao đi. Làm gì? Tao hôm nay tao đang quy tụ đàn em. Làm gì? Đi theo tao đi biết. Ăn mặc ăn nâu á mà không nổi. Mày luôn. Đi theo tao. Cái gì? Đi theo tao. Này luôn. Ừ? Đi theo tao. Đi. Đứng dậy. Không. Đi. Đi đâu? Đi theo tao á. Tao quy tụ đàn em. Dạ bố. Dạ đi. Hi, hello, xin chào tất cả mọi người đâu lên kênh Thanh Nhã TV nha mọi người. Mình là Nhã, đây là Phúc. Ủa? Đèn Sang nè. Đèn Sang, đèn Phúc, đèn Tòn. Ừ. Ok, thì hôm nay hai cứ chơi game trong phòng không? Thì danh nhân dẹo mọi người đang chơi game trong phòng á. Thì bữa từ lúc mà mình rủ khứ chơi game á mọi người. Thì mình có làm cái kênh game mình rủ khứ chơi bữa. Cái bây giờ bị gì cái gì á. Ngồi chơi trong phòng á mọi người. Thì hôm nay mình sẽ có một cái màn cho anh. Để cho anh khứa luôn nha mọi người. Giờ tao bạn với máy bay trước. Ủa tao bạn máy bay sau đi. Giờ trách nhiệm của máy bay chỉ việc là hồi máy bay chửi thôi. Ok. Đúng không? Thằng nào chơi game chúng tao chửi. Đúng không? Ok. Rồi mày đút vô. Mày ở ngoài mày đâm vô. Thằng này ở ngoài mày đâm vô luôn. Chửi te luôn, tê tả luôn nè. Đúng không? Thì ok mọi người. Thì mọi người muốn biết cái màn cho anh như thế nào á thì hãy xem video sẽ biết nha mọi người. Ok bây giờ mình đi vô mình quay hẳn luôn, khỏi đặt góc quay góc ơi, quay trực tiếp luôn mọi người. Ok đi lẫn. Alo anh chưa? Gì gái chị game nữa hả? Đồ alo game bữa em chỉ anh hả? Alo này em chỉ ngay game bữa em chỉ anh hả? Ừ hay vậy nói chuyện nghe gái thế nào bà? Đẹp lắm, cho cô hành gói nha. Đủ phòng luôn hả? Ừ. Rồi, một số người chơi, một số người chơi. Ê, bắn cái gì vậy trời? Cứ chơi, cứ chơi nghỉ mẹ đi. Chơi, cứ chơi nghỉ mẹ đi. Bấm như cái hình không bấm. Mười gái. Mười gái. Quay game nè. Để quay kênh em nè, quay game nè. Vô cho anh. Đợi nhau đâm nhóc chơi thì sao đủ phòng. Em anh dẻo thằng Tòn. Ừ. Vô. Anh Phú Phô với thằng Sang chơi Liên Quân. Ừ. Chơi em khác. Các bạn chưa gái cái gì cũng đem luôn, cũng đem luôn. Tao biết chơi game này đâu. Mày cũng khác này. Rồi bấm quay vô không? Rồi 1, 2, chơi vô rồi bạn đi. Đấy, anh nhảy này nó nhiều nhảy quá anh mà. Đặt cái tiếng coi mày chơi mà mở tiếng không sùm. 1, 2, 3. Các bạn nhìn anh đi. Các bạn mẹ. Chơi game một bàn đi. Gì? Anh chơi game một bàn đi. Dì gái bỏ anh em mà. Anh cho anh kia ghi một mạng đi anh, tâm sự với... Mới quay đang quay á. Ừ. Anh tặng luôn á. Gái bỏ anh em hay gì? Chị nữa. Này mình chính hết. Rồi đúng rồi, chính hết. Có gái cái đòi bỏ anh em không có. Vậy mình chỉ anh chơi mà dễ em bỏ mày. Dễ gã. Mong là như vậy. Trời ơi vô, hello chưa? Gì á? Vô hello. Hi, hello xin chào các mọi người, đó là kênh Nhã Gaming nha mọi người. Thì mình là Nhã, hôm nay sẽ nguyên tên mình sẽ có một thử thách chơi game nha mọi người. Thì bây giờ mình với Danh, với Tòn, với Dẹo sẽ chơi một cái game. Còn Hồng Phúc thì hôm nay nó sẽ ngồi quay hoặc là nó chơi game gì thì tùy nó. Sang cũng chơi game gì thì Sang luôn, tại vì không đủ tên mọi người. Nó không biết chơi này đâu. Đúng rồi. Tao mới biết chơi, nó Nhã mới chỉ tao chơi. Ok, thì bây giờ mình sẽ mời Danh vô nè. Mời không Danh vô. Mời Ê, mời các bạn kia vô nữa đi. Ơi là trời. Thôi vậy không, Tòn đi ra đi, đừng có chơi chung Tòn. Mời nhỏ kia đi tao, mày hai ba mày chơi. Ok, mày dì gái. Bắn dở, mày rồi thấy không? Đây là mặt của Danh, dì gái bỏ đây. Nhìn mặt nó nè mọi người. Mà nó nghe biết mày gái rồi. Mà nó nghe là Nhã mới bắn bắn dở, cứ gì gái. Gái chửi. Nói chuyện từ gái mà. Tháo đi Danh, tháo đi. Dù gì cũng biết chơi game mày. Bật đèn lên Phúc. Thử quên đó. Tháo đi. Đó. Rồi nó hóng rồi. Tháo luôn hả? Đó. Nó hóng bỏ tao nè. Em mời anh nè. Vô. Ok mọi người, thì bây giờ tụi mình sẽ chơi cái game này nha mọi người. Ở nhà dịch bệnh thì chán quá, chơi trò chơi thì quay clip bên vlog thì chơi trò chơi. Mà mày phải gánh anh nha. Em gánh hết. Không, vô chơi đi. Tao gánh đó nha. Ok. Mày không gánh ra tao, tao mời vô kia vô không cần mà chơi đó. Thôi rồi. Chơi cái thấp nào mà nó e thôi dẻo.
lại cứu tao nè. Thằng tao nó đang đây nè. Đang đây nè. Tao. Sao ngu dữ vậy? Nằm ở đó không thấy trời. Nói chân là bậy. Đây đây nè. Lại kia lại cứu tao. Bấm thấy mày em nè. Bấm thấy mày. Mẹ chết luôn rồi. Cứu em nhanh, cứu em nhanh. Bộ của cái con bò á trời. Sao xẻo luôn rồi. Giật mẹ thì nghỉ luôn. Ừ. Nó kêu cứu 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 mà không chịu cứu nữa. Chị em biết chơi nghỉ mẹ đi vậy luôn. Chà nó. Giật mẹ được nè. Nó chết hoài đến tấm 2 luôn rồi nè. Đi từ từ. Kêu cứu cứu không chịu cứu. Anh em từ từ mình đánh tôi mạnh lắm. Đúng rồi mạnh lắm. Đi lông nhông nhông hoài. Má mày chửi tôi hoài vậy tao làm gì thân đội. Thì kêu cứu thì cứu. Không biết mày đâu cứu. Anh ngu là có tội gì đi. Đi sao ngủ chơi chơi? Đi sao ngủ chơi chơi? Gì la? Em biết. Thấy nó chửi luôn, tao chờ nó chửi tao không? Mày biết cái gì? Mày biết cái gì mà nói? Để tao xuống rồi. Ủa anh chơi là một chuyện, anh chơi ngu là một chuyện. Anh chẳng á. Chứ tao lên đây hả? À, ừ. Ủa giờ là mấy tuổi rồi anh Dạch? Đúng rồi cái. Còn chết quen ngay đầu rồi. Rồi thấy mẹ mày. Mẹ mày. Tôi mới ra chết quen quay đầu rồi. Em xuống cứu anh à. Cứu anh đi dẹo. Dạ. Dẹo cứu anh đi đến chết dẹo. Anh mới nhảy xuống hồi nãy rồi đầu anh. Nghe người ta bắn top 1 cái ông chết mấy mạng cho xuống top 2. Trời ơi. Ông chơi được không được thì ông nghỉ mẹ ông đi. Chị nghe chửi anh. Em chỉ anh cái gì mà đàn rồi. Mày ngủ đi chơi à. Mày có chỉ đâu mà. Em chỉ em mới tới giờ rồi. Đây anh sống rồi là để cứu tụi bay nha. Rồi tụi mấy đó hết rồi. Bay xuống chưa? Thôi rồi rồi đem đi lại tầm. Rồi đi cái kiểu đó nó bắn cho chết. Chứ đi chờ. Đi nhanh lên. Nè 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 bơm lỗ chút leo nè. Ta chạy chạy đi chạy đi đừng cho nó hổ nha. Cứu em anh Khanh. Cứu dẹo kìa. Nhanh cứu em. Đó. Nhanh. Cứu dẹo. Ba chết rồi hứa rồi cứu hoài. Ba chết rồi hứa rồi cứu hoài. Mày có chơi không? Ê ê ê đồng đội. Má đồ. Đồng đội chết đây làm chim cứu. Đừng mà bên. Cứu chơi không đâu mày vậy. Nãy giờ nãy mấy anh chở anh cứu rồi đó. Chơi anh cứu chơi đánh bánh lần kia mà. Chơi tao mày cứu tao coi. Tao chết sao mà cứu mày. Tao chết trước mày nữa. Mày không minh cứu trời lối. Mày chơi không biết cứu anh em. Mày chơi mày để lãng lãng ra ngoài vậy. Mày biết chơi không chơi tao chỉ mày chơi. Nè đây. Cái đồ này cái chết queo. Mày nghe từ khi nuôi chết. Sao đụng vô lại chết, đụng vô lại chết vậy? Tao nghĩ cũng tao chơi tiếp nè. Đứng thì được thì bị gì gái khỏi hồn lên ngoài người ta. Dạ, Dạch nghĩ đi Dạch mời gái vô chơi nha. Ừ biết cái nào chơi gái thì cái. Anh nhảy đi Dạch. Gái gái cái đầu. Không này không này. Đi hốt đi. Hốt đi. Cái mối. Tôi chơi một bạn nữa thôi. Tao gỡ ra cho. Chị ngu chơi hoài. Chị ngu con bò chứ. Đang quay clip bên trên vừa chơi ngu hơn gì nó. Cái khúc gì đi thì khúc nào vừa hay hay á. Khúc nào tao bắn chết người ha lấy vô. Chơi vậy mà đầu tiên clip á. Nguyên clip đăng được 30 giây quá. Khúc nào bắn chết người ta nó đi ghép anh vô. Đi liền boss à. Anh chơi quá đỉnh. Đúng rồi đỉnh lắm. Đúng rồi máy đâu hết trời. Bắn gì đâu bắn. Bên đây này dánh một đống bên đây là mình chị đâu vậy. Ủa vô lõ hả tôi cũng định tao bắn. Để chạy kìa nó chạy kìa vô đó. Chạy kìa vô đó. Mấy mấy trời ơi. Mấy trời ơi. Tấm 2. Người ta bắn tấm 1 anh chết làm tấm 2 anh la gì nữa. Thôi nghỉ game mẹ đi xóa luôn game. Xóa luôn game, xóa game luôn đi. Xó đi chơi dở cố cũng chơi lớn rồi mà lớn rồi chơi như nước nó 6 tuổi vậy chơi vậy mà rồi chơi gái chơi gái thì chửi anh cũng quắc luôn mà đó đậu quần chơi gái cho chửi ngu hay vậy. Ờ đúng rồi đó đậu quần rồi nhanh còn gì đâu nguyên bò chơi gì chơi gái kinh doanh nha tao mới biết chơi bộ kinh doanh nha đây kinh doanh đây anh mới chơi cho anh đặt chơi đúng gà đúng rồi hôm nay mày lên thi riêng đi dẻo ơi đừng chơi mấy nó chơi nó không chỉ anh nó chửi anh hoài dẻo. Mày chỉ ngu với bà chơi chỉ gì? Vậy mà đi chơi kiến anh thì dẹo. Bắt đầu đi. Mày bắt đầu đi. Bắt đầu đi. Mày chơi kiến anh đừng chơi, đừng chơi, đừng chửi anh hoài. Bắt đầu đi. Mấy em chơi từ từ chỉ người ta chơi. Em sàn đi tù. Đó, tao biết chơi game thôi, tao chửi tao vậy. Trời, về đi. Sao mày bay khốn nạn quá vậy? Rồi, đó, chơi đi, chơi gái đi. Cho nó chửi mày. Chơi mình đi, cho anh chơi gái chơi đi. Chơi. Mày gái chơi đi. Chơi đi. Không chơi anh em cho vui. Chỉ ngu với bà luôn, sao người ta chơi chơi được. Vô nè bay bắn nè bay. Hớt ai theo dịp. Hớt ai theo dịp. Nó chơi game không biết hớt. Nó không biết không là chơi gì. Đó. Chỉ tiếp tục. Nữa. Nữa. Mà anh vô đi vậy.
Tao chơi luôn gọi mày gì nữa. Chứ tao ra rồi. Nhưng mà đây chơi tao mày gái vô rồi. Rồi. Chứ dở mà mày kêu tao mày chung với mày. Khóc con đi. Nghĩ lên chưa đây. Phải nó đang từ chơi game đến giờ. Nhẹ mày, nhẹ mày. Ừ, nhẹ mày, con gái này. Con gái này được nè. Mày nói chuyện mất dạy quá. Chú xóa game đi. Ừ. Chứ dở nữa làm dạy quá thì cấm hết con người này mất dạy đúng không? Không, mày chỉ dở thiệt cái danh. Tôi chỉ dở thiệt. Mày chỉ cho nè. Bấm ở đây bấm đè rồi nè. Xóa. Nên bấm xóa. Quá trời ơi, lấy cái game mà xạo trời. Quá trời ơi, lấy cái game mà xạo trời. Dễ vậy? Nói số game lấy gì được chơi. Mọi người quýnh này không mọi người? Thấy không? Để chị dở mà còn la. Quá trời ơi, lấy cái game mà xạo trời. Tải chơi anh như vậy. Anh này 2 tiếng sau mới chơi được. Tải map rồi nữa. Cái mà anh kỳ quá rồi hả? Anh ngủ anh chơi, anh mày liếc luôn. Không ngủ chơi quay clip đã bây giờ cái đề đầu chửi. Mà mày chi ngu sao quay clip được từ từ đấy. Mày cái từ gì mà ai mà mới đẻ mà biết nói đâu. Dạ thôi. Chỉ mày hoài mày có chịu chơi đâu. Ờ chơi mình. Tao đâu có chơi game đó giờ tao chơi. Nó mở cái kênh đó tao vô tao chơi nó cho quay vui thôi. Rồi tao chơi khôn khôn xíu mày chi ngu với bà luôn. Ờ. Mày vui mà anh chơi ngu người ta chửi gì đâu mà vui. Ai chửi? Tao coi tao chửi ai sao? Ai bàn mày chửi tao á. Thì đó. Anh lên kênh coi comment người ta chửi anh ngu như con bò, ngu như con dâu kìa. Ủa, nó ngu mà nó bằng tao không? Ủa, đầu to không chứ nhỏ chữ gì đó. Nó bằng tao không? Ủa. Nó ấm có ấm cái suy nghĩ nó bằng tao bây giờ không? Bằng gì? Cái chiếc game mình để ra tiền hay gì? Nhìn chi cho chết luôn rồi, mình đưa cái đầu mày vô. Đủ để chơi, không đi đâu, đi ra ngoài luôn đi. Ủa, nãy tao đụng tới điện thoại chưa? Chửi tao. Mấy tao đụng điện thoại mày chưa? Tao đụng điện thoại mày chưa? Chửi tao. Đi ra ngoài đi. Ra ngoài rồi. À dạ. Tao nghe tao nghĩ là mày. Sao vậy? Sao vậy? Một điện thoại luôn đi. Anh mới đặt điện thoại anh kìa anh Giang. Đi hết rồi. Chơi dở với hai mày chơi chung. Khỏi đâu mày. Khỏi đâu rồi. Và số game đi, lấy số game đi. Số mẹ rồi. Tải lại. Máy mà lâu quá. Tải cho nhanh đi. Một hai lần. Kêu người ta tắt. Mày tải mà chơi hay thì tải. Tải mà chơi ngu thì đừng có tải. Ừ. Thôi là nó kìa vậy. Chơi ngu thì ngồi lướt Facebook lướt TikTok rồi rồi. Nhìn hoài. Tao nhìn chứ tao có đụng người hỏi mà mày chửi tao. Xin ra đi. Thích ra đi mua ảnh chữ luôn. Ờ, thôi vậy đi quân. Thôi chơi anh nhiều. Nhả giờ, mày ngoài kìa nhả. Dạ, anh nhìn là xui lắm anh nhả. Thôi đây nó bò dậy quá. Nó bò dậy gì nhá. Á, đi ra đi trời. Bây giờ mình đâu có chơi với mày đâu. Giờ xui chết vậy. Nó xui rồi giờ ta nó bị cặp mắt của thằng chơi ngu bây giờ bội ghê. Giờ nó nói chuyện với đứa gái nhà tao thì về tao cũng ăn mày, tao không chơi được thì tao cũng lấy kia cho mày được rồi. Không chơi được thì chỉ mẹ mày chỉ tao từ chỉ gì nữa nha. Từ từ anh biết nha. Má giờ mày chết nữa rồi trời. Không cái giờ mày bởi thấy bị cặp mắt của thằng chơi ngu giờ nó mày ờ đúng rồi đó giờ. Tao làm biến chơi. Mày đi ra ngoài, mày đi ra ngoài luôn đi. Nè, đi hỏi, chơi mình luôn đi, đi. Ừ. Đi ngoài chơi mình đi. Ngoài chơi mình đi nhanh đây. Ừ. Lấy giờ tao quay đi, chúng ta đang chơi, mày cứ ngồi hoài. Bị cặp mắt của thằng chơi ngu nhìn đủ xịn. Đúng bật luôn á. Chơi ngu mà còn giận hoài nữa. Anh tao chơi riêng một mình á, chứ chơi chơi dành lấy được tức chết. Nghĩ mẹ đi. Chửi phải như mày chơi khôn quý thì còn được. Tao nói giờ mày tao chơi game không mày tự nhiên bây giờ mày súng tao chửi tao dữ vậy. Thì đó giờ tao gặp chơi game đi, máu này nó mới tặng tao chơi, tặng nó cũng nói ngủ tao chứ ai ngủ. Nó ngủ vô cái clip chơi đi. Không biết chơi vô tạo tình huống hài tao coi. Ủa người ta kêu anh quay clip vô. Ủa mày có chơi không mà mày nói hoài vậy. Người ta kêu anh vô khung hình chứ ai kêu anh vô chơi. Chết thôi này bây giờ làm gì nữa. Mắc cờ quá à. Rớt cái này nè. Sao luôn nè. Rớt cái này nè, anh ơi.
Má thì cái này bế cho mình hỏi sao mày bị đập hoài á. Để cái mỏ dạ. Vấn đề đây là anh chị ngu đừng nhìn nữa, là không chơi nữa, mình xóa luôn. Rồi xóa luôn rồi đừng nhìn nữa, đi vô cái đi. Ủa coi chơi được không chơi không chơi. Vì thằng chị ngu người nó nhìn cái hội trong lòng nó thiệt luôn. Nó hẳn là gì luôn. Chị ngu người nhìn mình chơi cái mình thấy nó ức chế làm sao. Mày ra ngoài trước mày ngồi mày giỡn luôn đi. Nó hoài nha. Nó kêu ngay trước ngồi giỡn luôn đi. Hãy sửa anh, đừng xúc phạm chứ đó tao chị ngu sẽ tới cho tao chơi hay gì. Em nói đàn sao mày nói cái câu đó đó giờ tao chơi đó giờ tao chơi hoài vậy ai không nghe. Ừ nó hoài hình như bị điếc cái gì. A few moments later chỗ người ta chơi mà lại nó kìa nhá từ đầu nhá ơi đúng rồi em nói anh chị ngu đi chỗ khác giùm em một cái đi mệt mỏi dữ lắm rồi đi ngu mà lại nhìn nhận hoài. Lấy hồi lướt phay phút rồi tắt đi sống cái não gì không không suy nghĩ cái não cái gì không cái gì nghe lạnh không muốn ăn chân rồi rồi khóc rồi khóc rồi cố này thì đánh coi cũng chữ người ta nữa chọn đâu rồi chọn nó mà không đang chọn đâu rồi không biết rồi không biết gì mày lo không tới mày luôn bây giờ giờ tổ quay cái kia hẹn mày tin hồi tới mày luôn á. Ok bây giờ mày ra mày lén lén mày quay cơ rồi có gì mày vô mày báo thôi nha. Ok ok. Mày rất năng luôn mày. Đi thôi rồi nha. Đi vô chỗ quay rồi nha. Lên. Lên. Nằm giống không ấy vậy. Nằm giống không ấy vậy. Bị đánh. Đỡ tao vậy. Ê, mỏi, đỡ tao vậy. Tao dò rồi, tao dò rồi. Vì sao thấy em bơi vì sao thấy anh mỏi cưng. Đừng khóc nhẹ hay nín đi em ơi. Sao đã? Mỏ bây giờ hả? Gì vậy? Mỏ gì vậy? Ê dạ. Gì vậy? Gì vậy? Gì vậy? Nhanh. Chơi game không? Nhanh, béo. Nhanh, béo. Nó nghe nè. Người vậy nó nghe nè. Đàng hoàng, không chửi nữa. Người vậy nó nghe nè, chị ngu quá luôn. Người vậy nó nghe nè, Danh. Người vậy nó nghe nè. Danh chị ngu, người vậy ở luôn. Lỗi. Nè, người vậy em nói cho nghe nè. Được vậy luôn được không? Ừ. Nó nít vậy. Ừ. Miếu gì? Y chảy trâu vậy. Ừ, người vậy nó nghe nè. Nè, nhà chơi nó khủi quá, biến nước. Người vậy nó nghe nè. Rồi, nó đàng hoàng nè. Anh chơi game đúng không? Em chỉ chơi đâu cho mà không em đã kêu chỉ việc chơi mà vì đó vậy. Hôm kia em đã chỉ anh chơi rồi đúng không? Hôm kia em đã chỉ anh chơi rồi đúng không? Đúng không? Mà ngặt cái là anh chơi hơi ngu không? Cái này em nói thiệt anh chơi hơi ngu. Rồi em đã chỉ lại rồi. Em thấy anh chơi được rồi đúng không? Bữa nay em vô em kêu anh quay chơi với anh. Mà em đã có ngờ là cũng ngu hơn bữa trước. Kệ ra tao rối đóng chi game. Ai da? Bị đâu hả? Ngủ luôn rồi. Thôi mày mày đi ngủ đi. Ừ. Chị ngu đi ngủ là dịu dàng luôn á. Chị ngu đi ngủ. Đúng rồi. Ok mọi người. Mọi người thấy cái clip cho này hay hài hước thì bấm like đi cái kênh hộ anh em mình nha mọi người. Mọi người thấy đó. Anh em miếu khóc luôn mọi người. Gì đó. Giết à. Anh em miếu khóc luôn mọi người lớn. Mày ghía, mày ghía. Chị ngu người ta chửi hẳn là chị ngu thì chửi gái. Ừ. Còn mà người ta chỉ á. Đúng không? Chỉ hoài thì dớ dớ bị nóng vậy trời ơi trời ơi trời ơi trời ơi trời ơi trời ơi
Chị game ngu chứ anh ưu tự gái. Ờ, sao cái đời nào của anh cũng ngu chứ vậy. Chứ em cũng ngu rồi bị cho nên cũng chỉ chữ ngu chứ. Đó, ăn đây nè. Đó, nó trắng là nhậu suốt ngày nó nhậu, suốt ngày nhậu. Như con, cứ đi đi. I am Mitchell. Mới khóc đó mọi người nghe cho anh cái là quýnh lại liền nha. Ok mọi người thì mình xin kết thúc video này tại mọi người. Cái video này hay bấm like cái kênh của anh em mình nha. Má bóp xém nổ luôn mọi người. Chào tạm biệt mọi người. Chào tạm biệt mọi người nha.